quý vị đang đến với bản tin Covid-19 trên kênh FBNC. Bản tin chiều nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Tại Việt Nam, Covid-19 đã tấn công chợ đầu mối lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh khi xuất hiện ca dương tính lần 1 tại đây. Hôm nay, thành phố Hồ Chí Minh khởi động chiến dịch tiêm chủng quy mô lớn, dự kiến 200.000 người mỗi ngày. Đồng Nai, 2 ca dương tính lần 1 Covid-19 từng đi nhiều nơi trong cộng đồng. Đà Nẵng khẩn tìm người đến hai khu chợ có ca dương tính từng đến bán vải thiều. Qua sàng lọc phát hiện thêm 3 ca mắc Covid-19 là tài xế giao hàng tuyến Long An và thành phố Hồ Chí Minh. Trên thế giới, WHO cảnh báo nguy hiểm đối với biến thể Delta. Campuchia vượt ngưỡng 41.000 ca mắc Covid-19. Indonesia hoãn lễ quan trọng để phòng dịch Covid-19. Theo thông tin từ Bộ Y tế, trưa ngày 19 tháng 6, Việt Nam ghi nhận thêm 112 ca COVID-19, trong đó có 3 ca nhập cảnh được cách ly ngay, 109 ca ghi nhận trong nước. Thành phố Hồ Chí Minh vẫn chiếm nhiều nhất với 64 ca. Cụ thể, các ca mắc mới từ 6 giờ đến 12 giờ như sau. Tỉnh Hòa Bình ghi nhận 2 ca là F1 của bệnh nhân 11.797 đã được cách ly. Tỉnh Long An có 3 ca đang điều tra dịch tễ. Tỉnh Bắc Ninh ghi nhận 14 ca, trong đó có 5 ca liên quan đến ổ dịch khu công nghiệp Quế Võ, 6 ca liên quan đến ổ dịch khu công nghiệp Khắc Niệm, 2 ca liên quan đến ổ dịch Vân Dương và 1 ca là trường hợp F1. Tỉnh Bắc Giang ghi nhận 22 ca liên quan đến công nhân làm việc tại các khu công nghiệp. Tỉnh Nghệ An ghi nhận 2 ca, trong đó có 1 ca sàng lọc trong khu vực phong tỏa và 1 ca F1 đã được cách ly. Tỉnh Lào Cai ghi nhận 1 ca là trường hợp F1 đã được cách ly. Thành phố Hà Nội ghi nhận 1 ca là trường hợp F1 đã được cách ly. Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 64 ca mắc mới. Trong số này có 15 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly, 4 ca liên quan đến nhóm truyền giáo Phục Hưng, 32 ca liên quan đến bệnh nhân 11.993 và 13 ca đang được điều tra dịch tễ. Như vậy, tính đến 12 giờ ngày 19 tháng 6, nước ta đã có tổng cộng 12.620 ca mắc COVID-19. Số ca mắc mới tính từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 9.375 ca, trong đó có 4.733 ca đã được chữa khỏi và 62 ca tử vong. Sau đây là những thông tin về điểm nóng COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân quận 8 thành phố Hồ Chí Minh vừa xác nhận với báo giới trong tối muộn ngày 18 tháng 6, địa phương đã phát hiện một ca dương tính COVID-19 lần 1 làm việc tại chợ đầu mối Bình Điền, phường 7, quận 8 thành phố Hồ Chí Minh. Chợ Bình Điền là một trong những chợ đầu mối chuyên về nông sản tại thành phố Hồ Chí Minh với khoảng 20.000 người hoạt động buôn bán tại chợ mỗi đêm. Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân quận 8, người này làm nghề bốc phát, sống ở quận 1 và làm việc tại chợ đầu mối Bình Điền, có địa chỉ ở phường 7, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau khi có kết quả test nhanh, chính quyền địa phương đã phun khử khuẩn toàn diện chợ Bình Điền, lấy mẫu xét nghiệm và điều tra dịch tễ. Theo đại diện Trung tâm Y tế quận 8, ngay trong tối ngày 18 tháng 6, lực lượng y tế địa phương đã lấy khoảng 1.000 mẫu xét nghiệm gần nơi ca dương tính trên làm việc. Lực lượng chức năng xác định độ bốc vác của ca bệnh này có khoảng 300 người, tất cả đã được xét nghiệm. Có 21 người là F1 đã được đưa đi cách ly tập trung. Hiện quận 8 đang phối hợp với quận 1 để tiếp tục truy vết điều tra người tiếp xúc gần. Cơ quan y tế quận 8 cho biết trước khi có kết quả dương tính, người này không đến chợ làm việc 2 ngày mà đi thăm nuôi người thân ở một bệnh viện và được xét nghiệm nhanh, kết quả dương tính với COVID-19, hiện đang chờ kết quả xét nghiệm khẳng định. Trong sáng nay ngày 19 tháng 6, thành phố Hồ Chí Minh đã khởi động chiến dịch tiêm chủng ở khu công nghệ cao thành phố Thủ Đức. 500 nhân viên FPT Software là nhóm người lao động được tiêm vaccine đầu tiên. Chiến dịch tiêm chủng dự kiến sẽ hoàn thành trước ngày 27 tháng 6 với quy mô 200.000 người mỗi ngày. Theo Chủ tịch Nguyễn Thành Phong, đây là chiến dịch tiêm chủng lớn nhất của thành phố với tốc độ tiêm chủng thần tốc trong 7 ngày, trước khi thành phố đánh giá lại tình hình dịch bệnh để có những quyết định quan trọng tiếp theo. Theo đó, thành phố sẽ tổ chức các điểm tiêm trong cộng đồng với số lượng 650 điểm tiêm trên một ngày để đảm bảo việc giãn cách trong quá trình tiêm chủng, thì mỗi điểm tiêm chỉ thực hiện tiêm cho 200 người trên một ngày. Đồng thời với chiến dịch tiêm vaccine quy mô thần tốc để khống chế nguồn lây trong cộng đồng, toàn bộ công viên công cộng mảng xanh có sân bãi, sân thể dục thể thao sân chơi thiếu nhi trên địa bàn thành phố phải dừng hoạt động từ hôm nay, ngày 19 tháng 6 cụ thể sở xây dựng thành phố vừa yêu cầu tạm dừng hoạt động toàn bộ các công viên công cộng mảng xanh trên địa bàn cho đến khi có thông báo mới các cơ quan liên quan có trách nhiệm yêu cầu đơn vị quản lý trực tiếp đơn vị duy tu công viên mảng xanh triển khai các biện pháp tạm dừng hoạt động không cho người dân tiếp cận Tại tất cả các cổng ra vào công viên công cộng mảng xanh, đơn vị phải bố trí nhân sự trực chốt thường xuyên để giải thích, hướng dẫn người dân chấp hành. Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh, mầm bệnh Covid-19 hiện nay đã âm thầm lây lan trong cộng đồng, các chuỗi lây nhiễm chủ yếu lây qua tiếp xúc gần tại nơi cư trú hoặc nơi làm việc. Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Đồng Nai vừa cho biết trên địa bàn mới ghi nhận 2 ca dương tính lần một với Covid-19, một người ở thành phố Long Khánh và một người ở huyện Vĩnh Cửu hai ca bệnh này đã chấm dứt bốn mươi ngày không covid 19 chín trong cộng đồng ở đồng nai Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai thông báo, bệnh nhân thứ nhất là thợ hồ ngủ ở tổ 8 khu phố Bảo Vinh B, phường Bảo Vinh, thành phố Long Khánh đã có kết quả xét nghiệm dương tính. Qua truy vết, người này từng tiếp xúc với một người thu mua trái cây ở chợ đầu mối Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh đã được xác định dương tính với virus SARS-CoV-2. Điều tra dịch tễ cơ quan y tế Đồng Nai cho biết từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 13 tháng 6, người này thường đi từ thành phố Hồ Chí Minh đến ngã ba nhà thờ khu phố Bảo Vinh B để thu mua chôm chôm vào buổi sáng rồi trở về lại thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi phụ thu mua cho thời gian còn lại trong ngày, bệnh nhân đi làm thợ hồ chung với một nhóm người và đi bấm huyệt tại nhà của một lương y ở tổ 5, ấp 5, xã Bình Lộc, Long Khánh. Trong ngày 15 tháng 6, bệnh nhân có đi nhậu hai lần với một nhóm 7 người tại hai địa điểm khác nhau ở phường Suối Tre và khu phố 1, phường Xuân Trung, thành phố Long Khánh. Sau khi nhậu, ông thấy trong người có biểu hiện lạnh, mệt mỏi nên đến hai nhà thuốc ở phường Bảo Vinh mua thuốc để uống và tự điều trị. Đến khi nghe tin người thu mua trái cây ở chợ đầu mối Hóc Môn dương tính với virus SARS-CoV-2, ông này mới đến khám bệnh tại Bệnh viện Long Khánh. Tại đây, bệnh viện đã lấy mẫu xét nghiệm và xác định ông dương tính với virus SARS-CoV-2. Bệnh nhân thứ hai dương tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 là công nhân ở trọ tại tổ 1, ấp 1, xã Thành Phú, huyện Vĩnh Cửu. Theo ban chỉ đạo, trường hợp này làm việc tại công ty Huawei, đường số 62, phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Người này làm ở dây chuyền có 8 công nhân tại tỉnh Bình Dương, trong đó có 3 công nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 đã được công bố trước đó. Tại Đà Nẵng, ngành y tế quận Hải Châu, Thanh Khê, Liên Chiểu đang huy động lực lượng truy vết những người có tiếp xúc với ca Covid-19 chở vải từ Bắc Giang vào bán. Các bệnh này đã đến chợ đầu mối Hòa Cường, quận Hải Châu và chợ Hòa Khánh, quận Liên Chiểu để bán buôn và bán lẻ cho rất nhiều người. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng cho biết, nam bệnh nhân cùng vợ và người cháu đi Bắc Giang chiều ngày 11 tháng 6 đến mua vải ở Cẩm Đình, Thanh Hà, Lục Ngạn và ở lại qua đêm. Xã Cẩm Đình 14 ngày qua không có ca bệnh và không thuộc diện giãn cách xã hội. Khoảng 9 giờ 30 phút ngày 13 tháng 6, ba người này chở vải vào Đà Nẵng đến chợ đầu mối Hòa Cường, quận Hải Châu, bỏ mối cho 7 người trú ở quận Ngũ Hành Sơn và phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, cùng với bán lẻ cho nhiều người. Từ 20 giờ đến 21 giờ cùng ngày, bệnh nhân tiếp tục chở vải đến chợ Hòa Khánh, quận Liên Chiểu để bán, sau đó đi ăn ốc ở gần chợ, ăn mì quảng tại quán Thanh Trà trên đường Nguyễn Cảnh Chân, ăn trứng gà và uống bia tại quán đối diện Đại học Bách Khoa Đà Nẵng gần với chợ đêm. Khuya ngày 13 tháng 6, bệnh nhân cùng vợ và cháu về lại Bắc Giang về Nghệ An. Đến ngày 17 tháng 6, họ nghe tin người mình từng mua vải và ngủ lại ở Bắc Giang dương tính nên đã đến trạm y tế xã Nghị Xuân, huyện Quỳ Hợp để khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả người chồng dương tính với ncov. Sau điều tra dịch tễ, người bỏ vải và bán lẻ ở hai chợ nêu trên có xe tải mang biển số 28C05576 của bệnh nhân, còn bán lẻ vải cho người mua trên nhiều tuyến đường như đường Trường Chinh, Cách mạng tháng 8, Lê Thanh Nghị, cổng trung tâm triển lãm, ngã ba Tôn Đức Thắng với Tân Trào, Yên Thế, Hoàng Văn Thái, Nguyễn Sinh Sắc, Thành phố Đà Nẵng. Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố Đà Nẵng kêu gọi người dân có mua vải hoặc tiếp xúc với bệnh nhân tại những địa điểm và khung giờ nêu trên cần nhanh chóng liên hệ cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn lấy mẫu xét nghiệm. Trước đó Đà Nẵng ghi nhận thêm một ca dương tính nCoV khi đi xét nghiệm sàng lọc, sau 31 ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Từ ngày 4 tháng 5 đến nay, Đà Nẵng đã có 158 ca mắc Covid-19. Liên quan nữ nhân viên bệnh viện tâm thần Nghệ An mắc Covid-19, CDC Nghệ An cho biết, đến sáng nay đã có thêm 3 người trong gia đình này dương tính với nCoV. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Nghệ An quyết định xây dựng bệnh viện giả chiến số 1 tại Trung tâm Y tế huyện Hưng Nguyên, đồng thời tiến hành test nhanh cho hơn 500 người sinh sống trên địa bàn thành phố Vinh. Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, tỉnh có thêm 4 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó 3 bệnh nhân là bố, mẹ chồng và con của nữ nhân viên bệnh viện Tâm thần Nghệ An trú tại phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh. Họ được phát hiện dương tính tại khu cách ly. Hiện cơ quan chức năng chưa rõ nguồn lây của chùm 3 ca bệnh này. Bệnh nhân còn lại là người đàn ông 31 tuổi trú tại huyện Diễn Châu, người này là F1 của ca mắc COVID-19 đã công bố trước đó và đã được cách ly theo quy định. Như vậy, từ ngày 14 tháng 6 đến nay, tỉnh Nghệ An đã ghi nhận 24 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Địa phương này cũng xác định có 5 nguồn lây nhiễm chính và đang khoanh vùng, truy vết các trường hợp F1, F2 liên quan. Hơn 500.000 người sinh sống trên địa bàn thành phố Vinh sẽ được test nhanh COVID-19. Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An cũng thiết lập vùng cách ly xã hội trên phạm vi toàn thành phố Vinh, gồm 25 xã phường với gần 600.000 người, từ 0 giờ ngày 19 tháng 6 đến khi có thông báo mới. Ngoài ra, toàn bộ huyện Diễn Châu cũng thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 15. Trong đó, các xã Diễn Thịnh, Diễn Cát, Diễn Tân, Diễn Trung, Diễn Kim thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị số 16. Ngay sau khi phát hiện có 3 ca F0 trên địa bàn huyện Đức Hòa, tỉnh Long An qua khám sàng lọc, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 trên huyện này đã tổ chức họp khẩn trong đêm để triển khai công tác phòng dịch. Cơ quan chức năng địa phương này xác định vào khoảng 9 giờ ngày 18 tháng 6, Trung tâm Y tế huyện Đức Hòa lấy mẫu test nhanh COVID-19 cho các tài xế giao hàng của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Lâm Minh Trí thuộc khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa Hà, huyện Đức Hòa. Trung tâm ghi nhận 3 mẫu test nhanh dương tính là ba tài xế giao hàng thường xuyên tuyến Long An thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó cả ba trường hợp được xét nghiệm khẳng định PCR và đã có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Lực lượng chức năng huyện đã khẩn trương khoanh vùng, khử khuẩn và truy vết các trường hợp F1, F2 liên quan đến các ca nhiễm vừa phát hiện. Trong đó có 45 F1, các F1 đã được gửi mẫu về tỉnh xét nghiệm PCR. 141 F2 và đang tiếp tục truy vết. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng đưa một người bán cơm và một người bán nước trước cổng công ty Lâm Minh Trí đi cách ly tập trung vì tiếp xúc với các tài xế. Công ty này cũng đã được phong tỏa khử khuẩn. Chuyển sang những diễn biến Covid-19 trên thế giới. Theo truyền thông Phnom Penh, ngày 18 tháng 6, Bộ Y tế Campuchia xác nhận tổng số ca mắc Covid-19 tại nước này đã vượt ngưỡng 41.000 ca, sau khi có thêm gần 800 ca mắc mới, trong đó có trên 700 ca lây nhiễm cộng đồng trong vòng một ngày. Tuy nhiên, 910 ca khỏi bệnh cũng làm cho tình hình dịch bệnh phần nào bớt u ám hơn. Tính đến ngày 18 tháng 6, nước này ghi nhận tổng cộng trên 41.500 ca mắc COVID-19, trong đó có 35.940 ca đã khỏi bệnh và hơn 390 bệnh nhân không thể qua khỏi. Trước tình trạng số ca nhập cảnh mắc COVID-19 ở mức Thủ tướng Campuchia đã chỉ đạo cơ quan chức năng tiến hành điều trị tách biệt đối với các trường hợp này để ngăn chặn biến thể dễ lây lan, đồng thời cách ly riêng cá nhân đã tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm biến thể mới Ủy ban Liên bộ về phòng chống COVID-19 cần tăng cường thực hiện các biện pháp y tế trên cả nước, đặc biệt toàn bộ người dân phải đeo khẩu trang và giãn cách để đáp ứng điều kiện phòng dịch. Một số địa phương ở Campuchia đã tiến hành kế hoạch tiêm chủng vaccine cho người dân. Nhiều điểm tiêm phòng đã được thiết lập. Người dân trên 18 tuổi, công nhân nhà máy và tất cả những người nước ngoài sống ở các địa phương này sẽ được chủng ngừa kháng thể. Tính đến nay, đã có khoảng 3,2 triệu người trưởng thành ở Campuchia được tiêm liều đầu tiên vaccine ngừa COVID-19 và 2,64 triệu người đã được tiêm đủ hai liều. Trước bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, ngày 18 tháng 6, chính phủ Indonesia đã quyết định hoãn hai ngày lễ quốc gia và hủy một ngày nghỉ nhằm hạn chế người dân đi làm lại phát tán lây lan dịch bệnh. Căn cứ theo quyết định mới nhất, năm mới Hồi giáo được dời sang ngày 11 tháng 8, kỳ nghỉ lễ quốc gia nhân ngày sinh của đấng tiên tri Muhammad được lùi sang ngày 20 tháng 10. Còn kỳ nghỉ lễ Giáng sinh năm nay sẽ được hủy bỏ. Bộ trưởng Điều phối Phát triển Con Người và Văn hóa Muhadis E. cho biết, quyết định trên được đưa ra sau cuộc họp diễn ra với ba bộ liên quan, gồm Bộ Nhân lực, bộ tôn giáo, bộ cải cách hành chính và quan liêu. Cũng trong ngày 18 tháng 6, hàng loạt địa phương trên đảo Sava của nước này đã áp đặt lệnh phong tỏa khi các bệnh viện quá tải số ca mắc Covid-19 tăng vọt. Sau kỳ nghỉ lễ x amphit của người hồi giáo, chính vì vậy quyết định hoãn hủy các ngày lễ được đưa ra vào thời điểm này được xem là chính xác, kịp lúc để kiểm soát, ngăn chặn đại dịch Covid-19 khi mà những biến thể mới vẫn là mối lo ngại hàng đầu. Đầu tuần trước, Bộ Y tế Indonesia cho biết đã phát hiện 107 ca nhiễm biến thể Delta trong 148 ca nhiễm. Ba biến thể được WHO liệt vào danh sách cần quan tâm. Con số này tăng đáng kể so với 32 ca ghi nhận tuần trước. Trong 24 giờ qua, Indonesia tiếp tục ghi nhận số ca nhiễm bệnh và tử vong tăng vọt với gần 13.000 trường hợp nhiễm và 290 người tử vong. Tính đến nay, quốc gia Đông Nam Á này có tổng số trường hợp nhiễm và tử vong do Covid-19 lần lượt là hơn 1.963.000 người và gần 54.100 ca. Trung tâm xử lý tình hình dịch COVID-19 của chính phủ Thái Lan, CCSA đã điều chỉnh việc phân loại các khu vực kiểm soát dịch bệnh, đồng thời nới lỏng một số biện pháp hạn chế vào thứ Hai, ngày 21 tháng 6. Căn cứ bản phân loại khu vực mới, thủ đô Bangkok cùng 3 tỉnh lân cận là Nonthaburi, Pathum Thani và Samut Prakan thuộc vùng đỏ sẫm sẽ tiếp tục kiểm soát COVID-19 tối đa và nghiêm ngặt. Các tỉnh còn lại tiến hành theo trình tự kiểm soát COVID-19 tối đa, kiểm soát COVID-19 và giám sát COVID-19. Cùng với điều chỉnh phân vùng phòng chống COVID-19, CCSA đã nới lỏng một số biện pháp kiểm soát dịch bệnh. Tại các tỉnh thuộc vùng đỏ sẫm, các hoạt động không quá 50 người có thể được tổ chức, trong khi các nhà hàng máy lạnh có thể phục vụ tối đa 50% công suất cho khách hàng ăn uống tại chỗ và được mở cửa đến 11 giờ đêm. Nhưng việc bán và tiêu thụ đồ uống có cồn trong khuôn viên vẫn bị cấm. Một số hoạt động thể thao ngoài trời có thể được thực hiện một cách kiểm soát, tuy nhiên các trường học vẫn đóng cửa. Việc nới lỏng các biện pháp kiểm soát dịch bệnh được tăng lên theo từng vùng tại những tỉnh thuộc diện giám sát Covid-19. Các hoạt động thu hút đám đông không được tập trung quá 200 người. Đối với tất cả các vùng, người dân đều bắt buộc phải đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và giữ khoảng cách an toàn theo quy định. Trong vòng 24 giờ qua, Thái Lan đã ghi nhận gần 3.060 trường hợp mắc COVID-19 mới và 22 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc COVID-19 lên 210.782 ca, trong đó có 1.577 ca tử vong. Đến nay, nước này đã tiêm tổng cộng 7,22 triệu mũi tiêm vaccine ngừa COVID-19, trong đó 5,25 triệu liều là mũi tiêm đầu tiên và 1,97 triệu liều là mũi tiêm thứ hai. Chính quyền Palestine mới đây thông báo sẽ hủy bỏ thỏa thuận trao đổi vaccine ngừa Covid-19 với Israel sau khi nước này nhận lô vaccine đầu tiên của Israel có ngày hết hạn sớm hơn so với quy định được ghi trong thỏa thuận. Phía Palestine còn cho biết sẽ gửi trả lô vaccine gồm 90.000 liều này lại cho Israel. Trước đó, Israel và Palestine đã công bố một thỏa thuận về việc trao đổi vaccine ngừa COVID-19. Theo đó, Israel sẽ gửi 1,4 triệu liều vaccine Pfizer-BioNTech cho Palestine để đổi lấy số lượng vaccine vào cuối năm thỏa thuận vaccine này nằm trong số những chính sách ban đầu đối với những người palestine của tân thủ tướng israel sau khi nước này có chiến dịch tiêm chủng nhanh nhất thế giới nhận không ít chỉ trích về việc không đảm bảo cho người palestine sinh sống ở khu vực mà nước này chiếm đóng được tiếp cận vaccine hiện israel vẫn chưa có phản hồi về tuyên bố trên của palestine Ngày 18 tháng 6, các nhà khoa học hàng đầu của Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo biến thể Delta của virus SARS-CoV-2 có thể trở thành biến thể gây ra phần lớn số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu vì khả năng lây lan của nó ngày càng gia tăng một cách khó kiểm soát. Hiện WHO phân loại biến thể Delta ở mức biến thể đáng lo ngại và đưa ra cảnh báo Delta đang tiếp tục lây lan nhanh. Ngày càng có nhiều quốc gia báo cáo các đợt bùng phát mới liên quan đến dòng biến thể này. Mới đây, Chủ tịch Hiệp hội Y khoa Thế giới friend Uris Montumeri cảnh báo biến thể Delta có thể gây bùng phát các đợt dịch mới, tốc độ nhanh hơn rất nhiều so với các biến thể trước đó. Delta nguy hiểm ở chỗ những người bị nhiễm có lượng virus rất cao trong cổ họng và trước khi họ phát hiện ra chúng thì đã lây sang người khác qua đường tiếp xúc. Ông Motomeri cảnh báo rằng, chừng nào chưa đạt đủ tỷ lệ số lượng người được tiêm phòng thì cần phải hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm trong cuộc sống hàng ngày. Như vậy, người dân khắp nơi trên thế giới cần tiếp tục đeo khẩu trang khi rời khỏi nhà, giữ khoảng cách an toàn theo khuyến cáo. Chủ tịch Hiệp hội Y khoa Thế giới kêu gọi các nước cân nhắc lại việc nới lỏng các biện pháp phòng dịch của mình, cần đưa ra các quyết tâm chính trị mạnh mẽ để đảo ngược xu hướng nới lỏng nếu số lượng ca nhiễm biến thể Delta gia tăng. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Covid-19 trưa nay cùng FBC. Chúng tôi liên tục cập nhật những diễn biến mới nhất của đại dịch trên thế giới và tại Việt Nam trong các bản tin sau của FBC. Quý vị hãy đăng ký kênh để theo dõi.